each will, you know, go home and then enjoy your Labor Day tomorrow, okay, which is Monday. So we, before we say a grace, I just want to recognize those people who brought the food and the hands and the heart to prepare the food for all of us. Give them a round of applause. Cương. Hôm nay là 70, 70 Mr. Hưng. Mr. Trâm. À, 70. Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con cảm ơn Chúa vì hôm nay là ngày của Chúa. Chúng con biệt riêng ra để chúng con thờ phượng Chúa. Chúng con thông công, chúng con sinh hoạt. Rồi tối hôm nay chúng con có một bữa ăn sort of a picnic. Nhưng mà chúng con chỉ muốn có một cái sự thông công ở trong danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì có anh Nguyễn Đắc Cường, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc. À, chị Trúc, đây là lần đầu tiên mà chị đến sinh hoạt của Hội Thánh. Cũng như là Jack với lại Randy phía bên kia. Với lại Randy nữa. Chúng con cảm ơn Chúa và gia đình của anh chị Ngọc Long, anh chị là anniversary là 17 năm gia đình đúng ngày hôm nay luôn. Là chúng con cảm ơn Chúa từ sự cảm nhận và nhân tình của Chúa ở trên hôn nhân của anh chị Tống Ngọc Long và gia đình. Bây giờ có hai cháu, tất cả mọi sự đều tốt đẹp trong ơn lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì những tấm lòng và bàn tay đã chuẩn bị thức ăn cho chúng con. Xin Chúa Ngài sức dầu và xin Chúa ban phước để cho chúng con ăn miệng, cho chúng con ăn được ngon lành. Lòng của chúng con được thỏa dài, chúng con ăn những thức ăn này, chúng con cảm ơn Chúa. Trước khi nhận lãnh thức ăn này, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thánh hiến và nhân từ của Chúa. Và chúng con hiệp tâm cầu nguyện. Amen. Ok. Bây giờ mấy đứa nhỏ, cô trước đi con. Bây giờ thấy nhìn con quá hả? Yeah.
Chụp hình là sao? You know how to take a picture? Cái trên đây hả? Cái trên đây không? The sun video. This one?